cao định hai vạn tinh phẩm 300 năm trước, linh khí khôi phục. Lâm thử quan trọng sinh thức tỉnh, từ rút đao bắt đầu, chinh chiến tứ phương. Đánh chết thành công, đoạt lấy trăm nghìn tạp huyết khí giá trị để đạt được sát phát, một phím tăng lên, đoạt vô tận khí huyết, chú lực lượng vô địch, một đường đẩy ngang, cực đạo vô song, thăng cấp thuộc tính phạt thần chứng đạo. Tiểu thuyết máu chốt Đẩy ngang từ rút đao bắt đầu không đạn cửa sổ, đẩy ngang từ rút đao bắt đầu txt toàn tập đao loa, đẩy ngang từ rút đao bắt đầu chương mới nhất đọc. Chương 1 Thức tỉnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 2 Thuộc tính Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 3 Có thể nạp tiền Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Thu hoạch năng lực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 5 Cướp đoạt HP Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 6 Gió bão võ quán Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 7 Đao Pháp Thăng Cấp Cầu cất giữ cùng phiếu đề cử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 8 Đến nhiều tiền đường đi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 9 Thiên hàng hoành tài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 10 Chặn đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc